các giải đấu chân chân lý ngày càng phổ biến và thường xuyên hơn. Bên cạnh vòng loại Việt Nam đang diễn ra cực kỳ sôi động và hấp dẫn với các trận đấu đầy tính khắc nghiệt, thì server Bắc Mỹ cũng được Riot và GGTech tài trợ tổ chức giải KDA Cup với tổng giải thưởng lên đến 12.500 đô với sự tham gia của nhiều cái tên cộng cán như Dissop, Kesoju, Setsuko và Robinson. Ở ngày thứ tư, Setsuko đã có một ngày thi đấu bùng nổ với 3 trận top 1. Trong đấy có một trận anh đã nghẹo Hastil hơn 1.000 số. Cùng cà phê nhân phẩm đến với diễn biến trận đấu cháy sườn này ngay sau đây nhé. Round quái đầu cho Setsuko hai tướng ba vàng là Set và Nico cùng mảnh giáp. Hai round sau thêm được váy và nước mắt. Trận đấu khởi động cực kỳ kịch tính và hấp dẫn với các nâng cấp kim cương, cấy ghép siêu công nghệ, ảnh chiếu 3D và thích mở rộng. Cấy ghép siêu công nghệ vừa bị nớp ít máu nên không có ngon, anh roll lại đầu tiên. Ảnh chiếu 3D cũng thế vì chưa bắt được siêu sao nào. Và cũng bởi hiện tại tướng chưa đủ mạnh nên thích mở rộng không phù hợp, anh roll nốt cái 3. Các nâng cấp mới là khổng lồ tí hon, chế tạo tại chỗ và trí tuệ siêu công nghệ. Quyết định cuối cùng là chế tạo tại chỗ, nhận ngay một gói trang bị táo tác sau mỗi 10 round với người chơi. Ba đồ táo tác để anh chọn lúc này là lưỡng cực Sonya, giáp đại hãn và kiếm của tay bạc. Sonya sẽ đặc biệt ngon khi về lết, đặc biệt cho Twisted Fate. Kiếm của tay bạc sẽ ok nếu Setsuko có tướng tay dài dùng tốt như là Jinx, nhưng hiện cũng không có mà chỉ toàn tranh nên anh chọn giáp đại hãn. Vừa chọn xong thì con siêu sao được rất nhiều cầu thủ săn đón đã dâng hiến cho anh, không ai khác ngoài Cassante Hastil. Set và AP sẽ cùng lên xe với anh da đen, trang bị cho Cassante thú tượng và giáp đại hãn. Địch có Set tận dụng được song sinh đáng sợ, lợi thế có nâng cấp đánh nhau đã giúp họ chiến thắng. Setsuko cũng được lợi khi vừa có hai vàng nhờ Cassante tích đủ 40 số và đánh Hastil mà thua thì số team cũng nhiều hơn. Liên tiếp bị đấm ở 2.2 và 2.3, anh còn 90 máu và sẽ được đi chợ đầu tiên. Không cần biết con Yone cầm đồ gì, lụm nó về làm 5 Hastil cái đã. Robinson là người cạnh tranh chuỗi thua với Setsuko, anh chỉ để lại mỗi Yasuo, thành công phá được chuỗi của Setsuko. Trận đấu chỉ vừa bắt đầu và máu còn quá nhiều. Chết qua các nhà sẽ gặp thì nhà nào cũng khỏe nên anh sẽ nâng tầm cuộc chơi. Nhà Annie đã lên 3 nhưng hàng thủ chưa được chất lượng lắm. Cơ mà lấy sát thương Annie bù vào thì họ vẫn chiến thắng. Hũ của Setsuko từ 48 nhảy lên 93. Người đá cho vàng, cung và găng. Vòng chọn 2 là bạc. Lúc này nâng cấp ngon nhất để đánh Hastil sẽ là gì? Đương nhiên là khổng lồ hóa rồi chứ còn gì nữa. Anh roll Panora và ném đá chọc gậy. Trí tuệ siêu công nghệ có thể giúp bách lại sau khi nổ hũ. Tuy nhiên nâng cấp bạc đánh nhau thì cũng không mặn mà lắm nên anh đổi luôn. Và lúc này nâng cấp anh tìm kiếm đã xuất hiện, khổng lồ hóa lập tức được pick. Để tránh nổ hũ non thì anh cũng cho Nami thay Senna và đưa cô lên hàng 2. Có vẻ anh lo xa quá thì phải, không những không thắng mà còn thua nguyên nhà trước Olaf cặp đôi. Vòng chợ 3 chấm lụm giọt nước còn tận 80 máu, mà Hastil mới thì khi thua 8 round liên tiếp sẽ nhận thêm 80 tinh thưởng, nên Setsuko chưa dừng cuộc chơi được, anh chọn gấp đôi. Tầm này thì không ai rảnh mà đòn anh cả, đều lo cho team mình hết rồi, nên anh yên tâm cho Mordor vào kích vệ binh. Tiếp tục chịu đấm ăn xôi, hy sinh thêm 10 máu. Đến quái, anh đã lên 7, có Poppy kích siêu quẩy. Đồng thời đã qua 10 round nên anh nhận thêm một dương đồ tạo tác nữa. Những chú sói cho hai gậy, một giáp. Lần này, đồ tạo tác được pick là tam hợp. Đang cố nhẫn nhịn 2 round nữa để nổ hũ nên chưa roll làm gì, chỉ áp cấp với những xu lợi tức và lì cái mặt ngựa. Tái ngộ Robinson, người đã đòn chuỗi thua của anh ở 2 chấm, có đứng 3 sao, cùng với đó là Viego của ấn Chu Dam, xin nhẹ Setsuko 11 máu. Kim cương rồi, bạc rồi, giờ đến vàng. Lúc này là thời điểm thích hợp để chọn một nâng cấp đánh nhau, và thứ được anh tin dùng là khảm bảo thạch. Lên 8, thêm một Poppy nữa vào sân, đép được chết nào hay chết đấy, cơ mà có vẻ cũng không khá hơn là mấy, anh chỉ ăn được đúng một con Illaoi. Setsuko nổ hũ 1.138 số, mang về 2 giáp chest và truy thần lực. Anh nhanh tay bán Cassante và xoay bài. Jhin, Blitz và Ezreal tham chiến, bắt Akali siêu sao đao phủ. Cassante và Eco cũng được đẩy vào, nâng mốc vệ binh lên 4. Cho giáp thay Afe có đấu sĩ. Truy thần lực, bàn tay công lý và tam hợp là 3 món cho Akali. Lấy thịt đè người là có thật, áp đảo người ta tận 2 chest. Dù nhà Disco đã vào form, nhưng Twisted Fate 1 không thể ném bài cho xuể. Setsuko có trận thắng đầu tiên sau chuỗi ngày nhẫn nhịn. Đi chợ nhặt Kayn cầm cung. 4.5, Zeke xuất hiện,
được anh lụm về và thay Poppy cho nó cầm bùa đỏ. Đối thủ là nhà top 1 rất nặng ký với hai con 4 vàng 2 sao, Ari và Z. Nhưng cả hai chưa thể giải được bài toán làm sao vượt qua dàn tranh quá dày của ta. Jin và Zik an toàn đứng sau, chơi game một cách thoải mái. Setsuko lấy lại những gì đã mất, anh bảo của họ 14 máu. Map này là kho báu rồng thần, đi đến 4.7, tất cả người chơi có quyền đổi lại các phần quà, đến khi hết vàng thì thôi. Setsuko chỉ tốn một lượt roll và hài lòng với giáp máu, giáp vai nguyệt thần, giọt nước và 8 vàng. Blue lắp cho Jin, đập đi 3 đồ set đang cầm là giáp đại hãn, thú tượng và mũ. Có giáp khổng lồ và vũ khúc là ngon rồi, nhưng phế mất thì bùa đỏ. Làm thử một nháy thì lên được giáp 2. Anh dừng lại, cho giáp cầm giáp máu cùng giáp vai và vũ khúc. Yone 2 tầm này thì không còn vị gì nữa rồi. Setsuko đánh bại đối phương và đeo luôn cho họ cái còng. Nhà Disco cũng đã update hết cỡ. Có Sona 2, có Illaoi gia tăng chống chịu. Để xem họ có cản được bài nổ hũ của Setsuko không nhé. Akali tiếp cận hai xúc tu, quá dễ dàng làm gỏi chúng. Illaoi hồi sinh lại để câu giờ. Sát thương dích phân tán ra sau chưa được nhiều. Trong khi đấy, tranh càng ngày càng ít. Các lá bài của Twisted Fate phi ra sau, kết liễu được cả Zik lẫn Jin. Setsuko bị đẩy xuống 19 máu. Lên 9-5.5, bổ sung sát thương với sự góp mặt của Lucian. Bỏ bớt Mordor để thêm Senna kích liên xạ, cũng như có vàng để roll. Nâng được Ezreal 2, thêm Miss Fortune kích ra và chú tư cũng được update, sẽ là bước tiến lớn trong đội hình Setsuko. Olaf bị Ezreal nhắm tới ngay đầu trận và dính giảm hưu từ giáp lửa. Hắn vừa qua set, tiến ra sau. Tưởng đâu được bù củi free, nhưng đồng bọn của hắn nằm quá nhanh nên hàng thủ của ta lùi lại và ngáng đường hắn. Những chiếc đàn của Jin gọi ra ngày càng nhiều và chú tư còn có diệt nữa nên Olaf sẽ phải lên bảng. Chiến thắng quá áp đảo thuộc về Setsuko. Bỏ Zik để dùng Quiana tăng mốc chu đam lên 4, cho Quiana và Senna cầm bốc đồ để tận dụng hiệu ứng hào nhoáng. Bùa đỏ lắp lại cho Lucian. Nhà song sinh đáng sợ đã lên được vách 3. Akali bị vách choáng, mất gần nửa cây, nhưng phi tiêu được tung ra và cô hồi phục trở lại. Tuy nhiên khi số quyền trượng tăng lên thì cô bị sốc đam và không có cơ hội làm lại. Giáp tròn vai, tranh đủ thời gian cho Jin đứng chỉ tay 5 ngón và ra lệnh cho những chiếc đàn kết liễu Pantheon rồi lấy nốt mạng của hai vách. Càng đánh về sau thì anh càng mạnh, tiếp tục nổ hũ, nhận một găng, đồng thời nâng cấp đầu trả một dương đồ tạo tác nữa. Cho Jin thêm một đồ là kiếm tử thần, Ezreal món cuối, kính nhắm thiện xạ. Tạm cho Quiana ra ngoài và bắt vào, tăng mốc cha lên, cho cả đội hình thêm máu và sát thương. Robinson cùng đấng đã lên 9. Kẻ bất dung thứ với những nhát chém sắc bén, vượt qua Cassante rồi kết liễu các mục tiêu một sao như Senna, Lucian, Miss Fortune một cách easy. Nhưng rồi hắn bị rác ngáng đường, bị Ezreal, Jin và Akali cùng focus. Yasuo bốc hơi ngay lập tức, Setsuko có chuỗi thắng 4. Zik được bắt lại và thay Senna thì sẽ ngon hơn vì có hai hệ là tuyệt sắc và hyper pop, cũng như giá trị Zik mang lại cũng sẽ tốt hơn Senna. 6.2, tài đầu với bóng nhà Twisted Fate. Lần này đã khác hẳn trước khi mà carry của ta đều đã 2 sao nên hàng thủ địch bỏ mạng rất nhanh. Blitz xếp ở góc ngược với Jin và Ezreal nữa nên người máy phế luôn. Địch trụm lại để hưởng quả cầu, nào ngờ kiến tạo cho Ezreal bắn phát dọn sàn. Nhặt ấn Chu đam ở chợ, máu không còn nhiều nên không thể chủ quan. Lên luôn 10 và Senna trở lại. Lucian thành lính đánh thuê cho Chu đam. Đối thủ sót lại cuối cùng là Robinson. Setsuko xếp Akali, Jin và cả Ezreal qua cùng phía đấng để dồn đam. Nhưng kết cục thì Akakua thất bại, Ezreal nhảy đi chỗ khác, Jin bị bỏ rơi và đấng tiễn đi một đoạn. Lucian và Ezreal bị dí, mỗi em một chém thôi là đủ vĩnh biệt. Setsuko còn 2 máu để sửa sai. Đúng lúc này, Hastil lại cho thêm vàng, một găng một gậy. Anh không tham kích hệ nữa, bỏ set, dùng Illaoi lấy thêm xúc tu, đổi siêu sao thành Quiana Chu đam. Anh rút kinh nghiệm, round này xếp tranh cứng trước mặt để bảo kê Jin, cụ thể là rắc. Ba đồ của Akali dồn lại cho Quiana. Lần này thì đấng tiêu thật rồi. Quiana đẩy phát đầu tiên, lấy đi hiệu ứng bảo kê từ áo choàng. Zack nảy làm choáng. Quiana ra chiêu thêm lần nữa. Ezreal bắn thường và lấy mạng đấng. Carry phụ với Yasuo là Virgo thì cũng đã nằm. Địch không còn sát thương và Setsuko vẫn giữ được trận đấu. Ở combat mang tính quyết định đầu 7 chấm thì Lucian đã lên 2. Cassante thay bằng Blitz. Robinson biết sẽ không thể đánh trực diện và luồn ra sau để hạ Jin được, vì Setsuko sẽ để Quiana trước mặt Jin nên anh xếp đứng ở hướng ngược lại. Yasuo cùng Virgo tốc độ vượt qua xúc tu và Blitz tiếp cận hàng sau. Yasuo thì logic, Akali sửa Ezreal nhưng nhà thám hiểm nhanh chân nhảy đi. Lucian thì bị Hắc Diệt Đế Vương triệt hạ. Ezreal bắn cung ánh sáng thiêu đốt Virgo và Yasuo. Những chiếc đàn của Jin bắt đầu phát huy hiệu lực, kết liễu thành công cả đôi.
Lucien xả thanh trừng, dứt điểm được chú tư rồi. Nhưng Setsuko vẫn còn tranh là Zack lẫn hai nguồn đam, Quiana và Ezreal. Và đó sẽ là top 1 xứng đáng dành cho sự cống hiến hard steel của Setsuko. Hard steel, người không chơi là người dở, đúng không anh em? Còn đã chơi mà không nâng tầm cuộc chơi thì nó lại hèn x10. Các phiên nhân phẩm sẽ săn tìm thêm nhiều trận đấu hệ nghẹo thế này nữa để anh em có thêm kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm để nổ hũ cho hiệu quả nhé. Nếu thấy video hay, xin anh em một like, một share, một subscribe cũng như chuyển vào nút chuông để không bỏ lỡ các video thú vị nhà cà phê nhân phẩm. Giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong các video lần sau.